Xin chào bà con. Hôm nay mình quay video về một mô hình mới trồng cây ăn trái ở Cao Phong. Mô hình mới các bác ạ. Một giống cây ăn trái đó là giống thơm La Thái. Đây các bạn này. Đấy, giống mới, quả to, ngọt và thịt quả rất là dai. Dai hơn cả quả la dai ta của mình các bác ạ. Đây, đấy. Đặc biệt là giống na này nó cũng rất dễ trồng và chăm sóc, nó phù hợp với đất pha cát, nói chung là nó phù hợp tất với các loại đất các bác ạ, đất đồi, đất dốc rồi đều trồng được hết. Đây các bác nhìn đấy, quả la rất là đẹp to, bán rất là cao các bác ạ, đấy. Mà lại chi phí rất ít. Đây quả rất to các bác ạ, đấy quả rất là to, không phải thuốc sâu thuốc xia mấy, phù hợp để thay thế cho cam như bây giờ ấy. Bây giờ cam thì đang rẻ khi chuyển sang dòng La Thái các bác ạ, mà có phải rẻ đâu. Dòng đấy quả rất đẹp các bác này, quả cực đẹp luôn, bán tại vườn ta 60 đến 80.000 một cân các bác ạ. Đấy, bao nhiêu cũng hết mà lại dễ trồng, chăm sóc ít. Đấy các bác, để nói về kỹ thuật trồng cây na thì như ở mình đây thì các bác biết rồi, nó rất đơn giản, trồng bừa trên đá cũng rất là sống. Mà bây giờ mình thay thế mình chăm như cam mình chắc còn đẹp hơn. Kỹ thuật trồng thì thấy đây mô hình này người ta trồng là 2,5 m, 3 m hàng tay, và hàng sông thì từ 3,5 m đến 4 m một cây. Đào hố ủ phân chuồng cộng vôi cũng như kiểu dòng cam các bác ạ. Sau đó hàng năm thì chỉ có bón những loại phân NPK rồi là ít ít thôi chứ không bón nhiều các bạn ạ. Nên là dòng la rất chi là hiệu quả. Đào hố từ 3 đến 40 phân, rộng khoảng tầm 40, vanh tầm 40 thôi các bạn ạ. Nó ủ lân vôi phân chuồng, ủ tầm 1 tháng, 1 tháng rưỡi thì mình quay ra mình hạ cây y như cam. Đấy, và đây mô hình người ta đã trồng trước, rất thành công, quả rất là to đẹp các bạn ạ. Rất là đẹp luôn. Đây cây la rất là quả bé nhưng mà người để thu sớm nên quả nó rất bé, mình trồng mình để cho quả to lên mình lại thu, mà chả phải thuốc sâu thuốc xia gì các bác ạ. Đây, lúc có hoa thì chủ vườn chỉ phun tí thuốc chống ròi hoa rồi là những cái loại phân hàm lượng phun lên lá có đạm và canxi. Bón dưới gốc thì chủ yếu là loại phân dầu hàm lượng đạm và kali cho la nó ngọt quả các bác ạ. Đấy. Cái này mà phù hợp với ngâm chuối và trứng với cả để tưới thì cây nó sẽ khỏe hơn, tốt hơn thay cho phân các bác ạ. Đấy, đây giống là mà la này nó cũng chín sớm các bác ạ. Đấy. Đây các bác nhìn này, đấy quả la đang sưng mắt đấy. Đây là cây bơ, đây là cây bơ các bác ạ, đây là cây bơ đấy, đây là cây bơ. Đây, cây la họ rồng nhưng mà họ không để nó cây to, không chăm nên là la rồng bằng mắt. Đây. Mình rồng thì mình cũng đi xin mắt và mình ghép đấy. Đây, chống hết cả xuống đất này các bạn này. Đấy. Đây, chống hết cả xuống đất đấy.
chuyển đổi cơ cấu khi dòng la với dòng bơ khi hơn cam các bác ạ. Ít đầu tư, không đầu tư mấy. Đây, mày đi hơi lắng. Đấy, sạc hết xuống đất các bác này. Đấy. Mình sẽ để cây nó to hơn, mình bắt đầu mình để quả. Đấy. Đây, các bạn nhìn này, đấy. Rất phù hợp luôn. Cái này nó dòng đất cát được các bác ạ. Trên đất cát. Mà đến mùa đông là bắt đầu mình chặt ngọn các bác ạ. Đấy, xong nó ra mùa hè bắt đầu nó mới lại đẩy lộc, nên là mình chẳng phải chăm bón mấy. Đây, rất tốt. Nếu các bác xem mô hình này thấy hay thì nghiên cứu để thay đổi cơ cấu. Thực sự muốn trồng thì tìm hiểu về nguồn giống. Mình đi đây là mình đi mình thấy mô hình nó mới rất là hay, nên là mình chia sẻ, làm quay clip này để mình chia sẻ lên cho mọi người cùng xem và nghiên cứu. Đây. Đấy. Quả rất to các bạn ạ. Cây rất bé nhưng quả to lắm. Cây bé nhưng quả rất to luôn. Đấy. Đấy. Quả rất là to. Đây. Mình thấy hiệu quả quá nên là mình mới làm clip này, mình đăng lên để mình chia sẻ với mọi người cùng nghiên cứu giống mới này, làm giàu từ mảnh đất quê hương Cao Phong này, biết đâu lại thành công. Và mọi người xem clip này thấy hay và có ý nghĩa thì ủng hộ kênh cho mình nhé. Ấn đăng ký kênh và chuông thông báo để nhận được sớm nhất những video mà mình tìm tòi và khám phá về cách làm vườn và trồng cây ăn trái các bác nhé. Đấy. Các bác nào yêu vườn, yêu cây giống như mình thì hay tìm tòi hỏi để những cái giống du nhập về, giống mới để mình trồng. Thấy mình bây giờ ở đây cũng quả đàn hương, đàn hủng rồng nhưng không biết là thế nào. Là giống cây nấy gỗ đấy các bác, nó cũng giá thành rất là cao. Đây là mô hình rồng na, nó là cây ăn quả. Nhưng mà đây vườn người ta thu nó rất là hiệu quả luôn, bán 60 đến 80 nghìn một cân tại vườn các bác ạ. Mà bao nhiêu cũng hết. Ăn rất là ngọt, thơm. Nên là mình thấy hay quá nên mình lại đăng tải clip này lên để chia sẻ cùng cho mọi người tham khảo. Rất hay các bạn. Đấy. Đây. Này đấy, mình từ đầu đến cuối mình đi mình cho các bạn xem mô hình người ta làm, người ta thấy rất đơn giản bình thường, chẳng cầu kỳ gì mà vẫn được thu, nên là mọi người tham khảo và tìm hiểu xem mình có nên thay đổi cơ cấu không. Đấy. Và cảm thấy clip mình làm này nó hay và có ý nghĩa thì các bác nhớ ấn đăng ký kênh ủng hộ mình nhá. Nhớ hãy ấn đăng ký kênh và cho em thêm tí nghị lực để em làm tiếp những clip tiếp theo. Xin chúc bà con làm vườn luôn luôn thành công, gặp nhiều may mắn và thành công hơn nữa. Cùng làm giàu trên mảnh đất Cao Phong này bằng giống na.
mô hình rất mới. Cuối cùng chúc bà con